Quyết định để nhận ra chính mình. Phần 1. Mỗi người là mỗi cuộc sống với những kiểu hành động, tư duy và cách nhìn nhận khác nhau về một vấn đề. Việc mang tư tưởng hay suy nghĩ của bản thân rồi đem đến áp đặt cho người khác, rồi tưởng mình rất là hay ho, vĩ đại, lao thân vào làm cho đến khi bắt đầu thì chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Một mình lãnh đủ hết tất cả, mất cả thời gian và tiền bạc. Khoảng cách giữa mật ngọt và trái đắng có được hay không chính từ quyết định của bản thân mình. Lớn rồi, hãy cùng nhau học cách đưa ra quyết định, cho dù nó có sai đi chăng nữa, thì đó là bài học mà chúng ta sẽ mang theo suốt một cuộc đời. Tác giả Nguyễn Thị Hạnh, Thuyết Minh, Nguyễn Lê Hữu Trí.